Đây, đây là câu thứ hai nha mọi người. Giống như là câu cá sấu vậy. Người nha. Sang hôm nay thì Sang đang cùng với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang chuẩn bị làm một cái video rất là đặc biệt mọi người. Không biết là mọi người ở đây á, mọi người đang ở vùng quê hoặc là mọi người đang ở thành phố, và cái vùng miền mọi người đang ở đó thì có cái món gì gọi là đặc biệt hay không, hoặc là có món gì mà khi mà mình nhắc tên tới á, là những người ở chỗ khác á, địa phương khác á, người ta không dám thử và người ta sợ hay không. Còn Sang với mấy đứa là người vùng núi, ở vùng núi thì có rất nhiều món được gọi là kinh dị mọi người, giống như là món Sang với mấy đứa làm là rết chiên giòn này, một kẹp chiên giòn này, muối chúa hoặc là đuông dừa này kia. Nhưng mà hôm nay á, Sang với mấy đứa dự định á sẽ làm một cái món còn kinh dị hơn nhiều so với cái món kia, phải không mấy đứa? Dạ. Là món gì? Cá kè nướng. Cá kè nướng đúng không? Dạ. Tại vì lúc Sang nhớ lúc Sang còn nhỏ nhỏ cỡ mấy đứa nè, thường hay đi bắt cá kè và mang về nướng ăn. Tại vì ở miền núi á, là những cái con gì á mà ăn được không chết mà nó ngon á, mặc dù nó hơi ghê một chút, thì người dân mấy đứa con nít á nó sẽ bắt và nó sẽ chế biến thành những cái món ăn rất là khác nhau. Mấy anh em mình sẽ đi bắt cá kè, nhưng mà làm cách nào để bắt được cá kè ban ngày? Đi phải câu. Đi câu đúng không? Dạ. Dùng một cái gần câu để mà câu nhử nó ăn đó mọi người. Cái cách này thì rất là đặc biệt, một hồi Sang sẽ chỉ cho mọi người sao. Nhưng mà câu ở đâu mới có cá kè? Trong những cái căn nhà bỏ hoang hoặc là những cái bọng cây thì cá kè nó sẽ ở trong đó, và mình sẽ đi câu nó nha. Dạ. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ cố gắng là đi kiếm cá kè trong ngày hôm nay và câu, để xem trong một ngày thì Sang với mấy đứa sẽ câu được bao nhiêu con, và về thì mấy anh em Sang sẽ chế biến thành cái món ăn để ăn cùng với tất cả mọi người ở đây nha. Cá kè này ở chỗ Sang thì cũng bán được luôn nha, cứ một con thì người ta sẽ mua khoảng tầm đâu đó là vài chục ngàn đó mọi người. Sang thì không rõ lắm, nhưng mà hôm nay thì chủ yếu là chế biến món ăn thôi. Bây giờ thì mấy anh em sẽ khởi hành đi nha. Sang với mấy đứa thì đang ở trên một cái cầu mọi người. Cái cầu này á thì mọi người thấy đây, rất là dài luôn. Cầu này cho Sang người ta gọi là cầu 300m. Ở đây thì nó hợp xuống này, từ đây xuống đó khoảng 2-3m thôi đi. Nhưng mà cầu này trước đây á thì có xe qua lại, nhưng mà sau này thì người ta trồng xoài che á, nó không còn chạy xe được. Giờ Sang với mấy đứa phải ấy là phải đi bộ qua. Qua bên kia thì có một cái căn nhà hoang phía bên kia mọi người. Sang với mấy đứa sẽ qua bên đó để mà câu cá kè phía bên đó. Còn đi được không? Ở đây có trái xoài bự kìa. Như xoài lắm. Còn mọi người xem Sang đang đi trên ngọn cái xoài này. Thì cũng đã tìm được một cái căn nhà hoang đầu tiên rồi nha. Thường thì ở dưới quê của Sang với mấy đứa muốn bắt được cá kè thì mình sẽ kiếm trong những căn nhà hoang. Tại vì những cái căn nhà hoang như này nè thì con cá kè nó sẽ vào trong đó để nó trú ẩn đó mọi người. Nên những căn nhà hoang thì sẽ dễ kiếm hơn nhiều so với những cái gốc cây ở ngoài đây. Cây thì cũng có nhưng mà sẽ khó kiếm hơn á. Thôi giờ vô. Giờ Sang với mấy đứa sẽ bắt đầu là vào. Đầu tiên là vừa khám phá những cái căn nhà hoang cho Sang, cũng như là vừa kiếm cá kè trong những căn nhà hoang luôn nha. Đây, ở đây là một cái căn nhà gỗ bỏ hoang. Cái căn này thì lâu lắm rồi cũng không có ai ở đây nên mọi người thấy là vách ván này kia nó cũng sập xệ hết rồi. Bây giờ trước khi đi kiếm cá kè mọi người thì Sang với mấy đứa phải chuẩn bị cần câu để mình câu cá kè nha. Ở đây là một cái đây, từ từ đã. Đây là một cái lưỡi câu để mà mấy đứa nó chuẩn bị sẵn để câu cá kè mọi người. Mình dùng cái lưỡi câu cá mình tóm lại thành hai lưỡi như thế này. Cá kè ăn thì mình giật nó dính nha. Còn sợi dây cũng phải là sợi dây to thì răng cá kè nó bén á. Rồi giờ dẫn sẽ bắt đầu tóm vô này, ngắn vậy thôi hả? Tóm thẳng vô cái đây, đây là cái cây, đây là cái cây cần câu rồi mọi người, thì răng nó sẽ tóm thẳng vô luôn. Đấy, chưa ra một khúc luôn đó. Giờ răng sẽ bắt đầu là quấn vào nha, ngắn ngắn như thế này thôi để cho con cá kè nó dễ dính á. Còn mình nếu mình để dài quá thì cá kè nó sẽ không ăn luôn mọi người. Vậy là ở đây Dảnh vừa mới tóm xong một cái cây cần câu để câu cá kè rồi nha mọi người. Đơn giản như thế này thôi. Cây thì Sang sử dụng cái đọt của cây cần câu rút á. Còn cái lưỡi câu là lưỡi câu đôi, với lại dây to một chút rồi móc mồi nhánh á. Mồi thì mồi để câu cá kè thì Sang sẽ sử dụng là mồi con dế mọi người. Đây này, mồi con dế hoặc là mồi con sâu. Nếu mà con cá kè nào mà nó không nhảy ăn á thì mình lấy con sâu mình câu. Còn nếu mà nhảy ăn thì mình lấy con dế. Rồi móc con dế trước đi ha. Một cái mồi dế, một cái mồi
dẫn sẽ móc mồi vô này cho nó ngoại ngoại như thế này nha mọi người, thì con cá kè thấy nó mới ăn. Giờ là Sang với mấy đứa cũng đã chuẩn bị xong cái gần câu cá kè rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chia ra đi xung quanh cái nhà này để kiếm nha mấy đứa. Dạ. Nhà này thì là một cái căn nhà cũ á mọi người, nhà bỏ hoang á, nên tỷ lệ có cá kè trong đây á sẽ nhiều hơn là những cái gốc cây nha. Rồi đi kiếm. Giờ kiếm cá kè thì mình sẽ đi kiếm ở đâu mấy đứa? Kiếm theo mái vách đúng không? Hoặc là kiếm phía trên mái tôn đó mọi người. Tại vì cá kè nó sẽ chui vô những cái kẹt kẹt á để nó núp phía trong đó. Nên Sang với mấy đứa sẽ kiếm hết luôn. Ủa, phía trên đây có cái móng ngựa nè, người ta đóng móng cửa trước cửa nhà ha. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ đi kiếm theo những cái kẹt mái vách này để xem là có phát hiện nó hay không. Thằng Lan à? Thằng Lan không ăn đâu. Còn thằng Lan là cái con nhỏ xíu á mọi người đó. Đây nè, con nhỏ xíu trên kia gọi là con thằng Lan, còn cá kè là cái con to. Không thấy gì luôn hả? À? Phía bên đây là một cái máy sập này. Mình phải kiếm những cái chỗ tối tối mọi người, thì con cá kè nó sẽ ở đó. Phía trước đó là cái căn nhà nè mọi người, cái nhà to phía trước này. Còn phía sau đây là cái khu bếp của căn nhà. Chuông ga hả? Coi. Cái cây đào. Đó đó đó. Phía ngoài. Nhìn phía ngoài thấy không? Nghe tiếng cá kè chạy mọi người. Ban ngày thì nó lẩn trốn kỹ lắm. Mình phải nhìn vô những cái tôn phía trên này nha mọi người. Có sóc à? Hả? Đâu? Hình như có tổ nó đây nè. Ồ, con sóc con hả? Đâu? Bắt được hả? Con gì đó? Con sóc. Ôi, béo đen vậy nuôi. Hay cầm cho anh. Nuôi được chưa? Nuôi được rồi. Đâu, bắt đi. Sóc con. Sóc con. Con tôn. Có một tổ sóc con trong nhà hoang mọi người ơi. Đây này, cái tổ đó này. Cái này là cái tổ của con sóc nè mọi người. Cầm cái tổ đi. Hết chưa? Đâu cái tổ kia đâu, từ. Đâu cái tổ đâu? Ở đây nè, nãy mình lấy mua rồi. Mua ra hả? Đâu đưa cái tổ cho. Nó ở đó luôn hả? Đâu con sóc con đâu đưa cho anh con. Chưa mở mắt kìa, nuôi khôn lắm á. Khôn lắm hả? Dạ. Hai con luôn. Đây là, tôi cho mọi người xem này. Đây là hai con, hai bé sóc con. Nhỏ xíu xíu à. Con này là nuôi sống rồi nha mọi người. Do là mấy đứa nó chọc cái tổ nó rớt á. Tôi để xuống đây. Do mấy đứa là chọc cái tổ nó rớt á mọi người. Nên cái con sóc con này nó bò ra. Ủa, ba con hả? Mấy con? Hai con. Con này bé có 2 con. Hai con. Đây là hai con sóc con mọi người. Thấy dễ thương chưa? Mở mắt rồi. Con này mở chưa? Chưa. Con này con ăn. Cái con này thì nuôi khôn lắm nè. Thôi, không có cá kè mà tự nhiên bắt được tổ sóc con. Sóc đất. Chạy nhanh. Sao mà sóc đất hả? Dạ. Mọi người thấy nhìn dễ thương. Rồi dẫn cầm hai con này đi. Hai bé sóc nhỏ bỏ vô trong đây cho nó nằm, cho nó uống sữa nè, khôn lắm. Rồi cỡ này là giờ cho uống sữa rồi. Để chứ à. Con nuôi con nó đi theo rồi. Rồi giờ đi kiếm tiếp với cá kè. Có mọi người khám phá cái căn nhà hoang này để kiếm cá kè mà không thấy cá kè, mà lại phát hiện ở đây có hai con sóc bông con, lộn, con sóc đất con nha mọi người. Con sóc này cho Sang gọi là sóc đất, mà mọi người xem nó này thì rất là dễ thương luôn. Nhưng mà vô tình là mấy đứa đụng rớt cái tổ nên cái con này mẹ nó cũng sẽ bỏ. Nên Sang với mấy đứa sẽ bắt về để nuôi dưỡng mấy cái con này luôn nha. Để huấn luyện cho nó thành những cái con sóc để đi theo Sang với mấy đứa quay video. Đây mọi người thấy dễ thương chưa? Đây một con này. Tên lớn cầm để cho bao lô. Mấy cái con này lúc nhỏ Sang hay nuôi lắm mọi người. Nhưng mà lâu lắm rồi mới có dịp là bắt lại nó luôn á. Những con sóc này nuôi thì nó cực kỳ khôn luôn. Nó sẽ đi theo mình á. Cái con chưa mở mắt đây, thì mới khôn. Hai con nha. Một tổ thì được hai con. Một con chưa mở mắt với là một con mở mắt rồi nè. Nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Bây giờ thì
Rồi bỏ nó vô trong đây nha. Sang với mấy đứa sẽ tiếp tục đi khám phá đi kiếm cá kèo. Cái này thì mọi người muốn nuôi thì mọi người cho nó uống sữa mọi người, thì nó sẽ lớn lên. Nhưng mà nhỏ nhỏ như vậy nuôi thì nó sẽ khôn lắm. Rồi Minh cầm nha. Ở khu chỗ Sang thì có nhiều căn nhà hoang lắm. Do là người dân ở đây thì chỗ này là mọi người thấy này, đây là bìa rừng nha, ở đây là rừng. Rừng ở đây thì nó có rất nhiều voi, nên những cái căn nhà như thế này người ta ở đây người ta sợ, sợ là voi ra mọi người, nên người ta không dám ở, nên người ta bỏ hoang, bỏ trống luôn. Nên những cái căn nhà hoang này thì các kè trong rừng nó ra nó ở. Giờ mình sẽ từ từ đánh đây. Đây, đây là một cái căn nhà hoang nha mọi người. À, đi cửa sổ đi, đi cửa sổ luôn. Giờ thì đánh. Hả? Có hả? Từ từ. Thấy không? Đâu? Vô đi mình. Đâu? À, ngoài kia hả? Từ, ở đó đi. Này, cầm cho anh vô. Cầm. Nhẹ nhàng mọi người. Đây nè, mọi người sẽ phát hiện một con cá kè nha. Giờ thì sẽ đút vào trong cái ống để mà câu nó. Tại vì con cá kè này rất là khôn, thường thì sẽ chui vào những cái ống để nó trụ ở trong đó mọi người. Giờ sẽ đút con câu vào phía trong ống nha. Mình sẽ làm cho cái mồi nhúc nhích nha mọi người. Nó chạy đó. Cái này phải kiên nhẫn nha. Mình làm cho mồi nhúc nhích thì các kẻ thấy thì nó mới tới ăn nha mọi người. Ui. Dính rồi Dạnh ơi. Dính rồi. Lấy cái túi. Từ, cởi áo ra đi. Đây, cần câu cái sang đây là dính con cá kè đầu tiên luôn nè. Ôi, cẩn thận nó cắn nha. Thôi, ra đi, em kéo ra luôn. Ra Dạnh. Đấy, con đây là con. Đây là con cá kè đầu tiên của. Đây là con cá kè đầu tiên của ngày hôm nay của sang với mấy đứa câu được nha mọi người. Con này thì cũng to đó. Đó, mọi người thấy cái câu cá kè đơn giản không? Đây, anh bắt cho nó cắn. Con này cắn là thôi. Khỏi. Rồi, gỡ lấy câu nhé. Cái con này mọi người bắt thì cẩn thận nha. Tại vì cái loại này á, nó cắn, người ta bảo là trời gầm không nhả đó. Nên khi mà nó cắn vào tay mình á, sẽ rất là đau á. Đây, mọi người xem cái con cá kè này. Nhìn đẹp không? Không chịu hả? Đây là con... con cắt kè đầu tiên của ngày hôm nay mọi người. Mọi người thấy cái con này đẹp không? Cái con này thì nó có cái màu sắc như thế này nè. Rất là đẹp luôn. Con này là con cắt kè bông. Cũng to vừa. Một con. Nhẫn câu bên đó hả? Mấy cái lỗ này mọi người thì nó có cắt kè phía trong á, nên Sang với mấy đứa cái chọt vô cái lỗ này đợi nó ăn thì giật ra thôi. Nãy giờ Sang câu ở nhà này mọi người thì được duy nhất ở đây một con cắt kè. Nhưng mà con cắt kè khi mà mọi người câu xong thì mọi người thấy này, nó sẽ giả chết nha. Nhưng mà cái con này khi mình thả ra thì nó sẽ chạy đi hoặc là nó cắn mình á, nên mọi người cầm cẩn thận, kẻo là sẽ bị nó cắn nha mọi người. Giờ thì cái nhà này á thì có 4 con cá kè, nhưng mà Sang với mấy đứa chỉ câu được 1 con thôi, mấy con kia thì nhát quá, nó có ăn nhưng mà giờ không dính, nên giờ thì tao bỏ vô túi. Rồi Sang sẽ cho vô một cái túi lưới như thế này nha. Rồi cho vô một cái túi lưới như thế này để rộng nó lại cho mọi người. Rồi cầm đi, rồi đi tiếp. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ tiếp tục đi kiếm nhà hoang mới đi câu tiếp cho mọi người. Mình có thể là kiếm ở bọng cây cũng có, hoặc là nhà hoang cũng có nha. Giờ thì cái chỗ nào có thì Sang sẽ đi câu tiếp chỗ đó thôi. Giờ thì mấy đứa rủ Sang là đi không câu cá kè nhà hoang nữa, mà câu cá kè ở những cái cây to đây. Tại những cây to nó sẽ có cái bọng á. Những cái bọng cây như thế này thì cá kè thường nó sẽ chui vào phía trong để nó ngủ mọi người, nó ở mọi người. Đây. Sâu lắm. Cưng lắc. Đây thọt. Đây là có một cái bọng cây đâu mọi người. Đó mình thọt vào phía trong mình lắc. Nhưng mà có cái kè thì nó sẽ thấy con dế mà nhúc nhích á, nó sẽ ăn nha. Còn cái bọng này nó đen quá thì không thấy được. Đây không có. Đi kiếm qua cây bự đó. Giờ Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm những cái con cá kè trong bọng cây.
Ui, cái cây này to quá. Nhìn coi mấy cái kẹt, mấy cái bọng cây coi có không. Mọi người xem cái cây chỗ này to khủng khiếp luôn. Ở phía đây có bọng nè. Ê, ở đây có một cái kẹt bọng luôn rồi. Cái kè thường nó sẽ ở trong đây ấy. Giờ mình sẽ nhét một cái cây vô để chờ đợi. Ê, cầm, cầm tao. Nó đang chưa vô. Nó chưa vô lại à, cần câu đây, con dẫn có cá kè ăn đâu người. Thôi từ từ nó cắn á. Để rút từ từ. Đây đây, mọi người xem con cá kè đây nè. Nó nằm chích ở phía trong cái hộc này luôn nha. Được không? Cái con này nó bắn chắc lắm nha. Ôi, nó chui vô rồi. Chui vô hả? Không, ý là nó chui vô mút trong rồi, không kéo nổi luôn chứ. Cái con này thì nó bám chắc lắm nha mọi người. Nên muốn kéo được nó ra thì cũng hơi khó. Xuyên qua không? Không xuyên đâu. Nè, cầm đi anh thọc tay nắm đầu ra cũng được. Cầm nha. Sao nó cắn nha. Thôi, từ từ, đừng kéo rồi anh, đừng kéo. Đừng gặp nhanh ơi, đừng gặp nhanh ơi. Rồi. Chưa được, nó bám chắc lắm. Rồi, dính căng cái căng ấy đi, anh lấy tay ra, để nó cắn. Dính căng cái dây ra. Đây, đây là con thứ hai nha mọi người. Giống như là câu cá sấu vậy. Cá sấu cắn kìa, nó quay nằm ở chân cá sấu luôn. Rồi, trời. Đây, con này to hơn kia không? Đây mọi người xem không, cái kè này. Mọi người thấy không, cái kè này. Ai, cảm ơn nhỏ. Cắn ghê thật. Nó cắn mạnh. Cắn cái lưỡi đâu. Nó cắn hả? Cái lưỡi đâu có xuyên qua đâu, ý là nó ngậm cái lưỡi thôi à. Mà nó không buông chứ. Con này cắn hơn. Nó ngậm cái lưỡi không à. Lấy cái tu lưới. Nó mà cắn là dính im luôn. Rồi. Đây là con cá kè thứ hai nha mọi người. Mọi người bắt mấy con này thì cẩn thận một chút. Tại vì những cái con này nó cắn rất là đau. Rồi chơi luôn. Hai con chung nó cắn không ta? Đây là con đầu tiên nè, đây là con thứ hai này. Sao nó cắn đứt nhau hết à? Này đáng ra phải bỏ một con một cái. Ok đi. Mình lấy dây cuộc rồi hai con. Ở phía trên ngọn cây đây mọi người. Thì Sang phát hiện là có hai con cá kè ngay chỗ này nè. Nó nằm ở chỗ cái hốc chỗ này. Để Sang bóng lên cho mọi người xem. Hai con cá kè rất là to luôn. Đây. Đó mọi người thấy không? Hai con cá kè đang nằm trước cái phần hốc của nó nha. Còn cái con phía bên đây ấy thì rất là to, một con bên đây nè mọi người thì rất là to luôn, con bên đây thì nhỏ, giống như là một con đực một con cái mọi người đang trong hang. Giờ Sang sẽ bắt đầu là leo lên cái cây này ha, leo theo gốc cây này rất là to, nhưng mà Sang sẽ cố gắng là leo theo gốc cây này để lên phía trên đó để bắt con cá kè này cho mọi người xem nha. Bây giờ thì Sang với Văn sẽ leo lên cái cây này nha mọi người. Có cái hốc không? Cái hang chứ. Lên kia. Wow, như một cái hang luôn. Cái hang nào ta? Cây này cũng khó leo chứ không dễ đâu. Lát xuống mới khó. Chỗ hang này đúng không? Ui, dính rồi.
Dính rồi. Ui to. Ui nó sắp thảy rồi. Ở đây câu dính cá kè nha mọi người. Ôi đứt dây rồi. Ở phía trong cái bè dừa đi nè. Rồi dính rồi. Con này là không thảy đâu. Cầm cẩn chắc. Thôi. Từ từ đi gãy. Cẩn thận để nó cắn nha. Ôi trời. Mấy cái con này nó bám chặt lắm. Nên rồi. Rồi, đây nha. Được chưa? Rồi, gỡ ra. Rồi. Đây là con cá kè thứ 3 em chụp. Tại em đưa phải kéo lâu lắm nó mới ra được con này. Mà có mấy con kia không? Ba con rồi nha. Hăng xúc ra rồi. Nó ngậm. Thôi vô luôn. Rồi ta túm xác đây để nó cắn nhau nè. Đó, nắm xác vậy nha, với nhau nha. Rồi kiếm tiếp. Mấy đứa đi câu cá kè từ sáng tới giờ mọi người. Đây là thành quả của mấy anh em sang câu được nè. Cầm ngân ra cẩn thận nha. Ở đây thì mọi người xem cái túi của mấy anh em sang câu được nè. Ui, cái gì nó cắn á. Nó nhanh lắm á. Đè cái túi xuống. Đè cái túi xuống. Cưng đè cái túi xuống rồi. Cưng nắm ở ngoài túi á. Ở đó, đúng rồi, như vậy đó. Cái con này thì nó nhanh lắm nha mọi người. Mọi người bắt nó thì cẩn thận một chút nó cắn nha. Ở đây thì sang bắt được 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 con nha. Ôi con đó rụt rụt đuôi hả? Được 7 con cá kè to mọi người. Trong đó thì mấy anh em sang câu được nhiều lắm. Nhưng mà thả bớt rồi. Do những con cá kè nào nhỏ hoặc là những con cá kè cái á thì mình thả. Còn những con cá kè được như thế này á, thì mình bắt. Mọi người xem một con cá kè này. To không? Con này thì chắc được khoảng tầm 1 lạng á. À, chỗ sang thì những con này thì người ta thường á, người ta lấy về để mà ngâm rượu mọi người. Nhưng mà hôm nay mình không ngâm rượu mà mình ăn luôn nha mấy đứa. Nên giờ thì sang với mấy đứa sẽ mần sạch sẽ với con này để chế biến thành món ăn. Có lẽ món ăn hôm nay thì sẽ hơi lạ một chút phải không? Dạ. Với lại là nhiều người mà chưa ăn cái món này thì sẽ cảm thấy ghê một chút. Nhưng mà thật ra mấy anh em sang dưới quê thì cái món kè này đã ăn nhiều lần quá rồi. Thịt của nó thì sang phải nói là nó ngon kiểu dạng như là thịt con gà hoặc thịt cá lóc á mọi người. Thì nó sẽ ngon giống như vậy á. Nên hôm nay thì mình sẽ thử một cùng với mọi người ăn đây một lần nha. Được mấy con? Được 2 này, 3, 4, 5, 6. Cá kè thì nãy giờ mấy đứa vừa mới mần xong ra hết nha mọi người. Thịt cá kè khi mần ra thì mình sẽ bỏ da, bỏ đầu, bỏ chân của nó. Tại vì người lớn bảo là cái phần đầu, phần chân, phần da của nó ăn thì sẽ có độc qua gì đó mọi người. Sang thì không rành lắm. Nhưng mà trước giờ sang với mấy đứa ăn thì đều bỏ hết phải không mấy đứa? Dạ. Chỉ lấy cái phần thịt của nó thôi. Và phía trong thịt của nó thì mọi người xem này, rất là nhiều thịt. Nên giờ thì mấy anh em mình sẽ tẩm ướp nha. Dạ. Nay thì Sang sẽ làm món là cá kè nướng muối ớt thôi. Thường thì ở chỗ Sang người ta làm được nhiều món lắm mọi người. Nào là làm món xào lăn rồi chiên này kia. Nhưng mà Sang với mấy đứa thì sẽ làm món đơn giản nướng muối ớt rồi. Kẹp vào trong một cây tre như thế này nha mọi người. Để chuẩn bị đem đi nướng. Cái này thì nhìn cũng không có khác gì với thịt con chuột hết các mọi người. Nhưng mà đảm bảo ăn xong thì sẽ ngon hơn nhiều. Nhiều so với con chuột nha. Ướp nhiều muối ớt một chút cho nó hồi nướng lên nó sẽ đỏ đỏ. Được 7 con thôi. Nhưng mà câu được nhiều là một sâu nướng cho ăn cho đã ha. Cái 7 con này thì đôi khi sang với mấy đứa là không đủ ăn. Rồi không kém đâu rồi. Cá kè thì cũng đã tẩm ướp xong. Giờ thì mình sẽ đặt lên để nướng luôn rồi. Cái món này thì đơn giản thôi. Đấy mình đặt thẳng lên lửa than như thế này thôi. Nướng cho nó khô một chút là ăn ngon nha. Cái con này thì ăn đảm bảo không có tanh đâu mọi người. Mà rất là ngon nè. Sang với mấy đứa mọi người vừa mới nướng xong mấy con cá kè. Mọi người xem mấy con cá kè khi nướng xong như thế này đây. Thịt của nó thì Sang nói thật với mọi người á, nó rất là thơm. Nếu mà so với thịt chuột hoặc là thịt rắn mối này kia hoặc thịt con rắn luôn nha thì chưa chắc đã ngon bằng thịt
cái con cá kè này. Mặc dù là mình nghe tên nó thì hơi sợ một chút, nhưng mà đã bảo ăn rồi thì sẽ rất là ghiền. Chỗ Sang thì gần như là mấy đứa con nít ai cũng đã ăn hết cả. Nên giờ thì mình sẽ ăn nha mấy đứa. Dạ. Cái món này thì không thể thiếu được của Sang như mấy đứa rồi. Wow, mưa luôn, thôi ăn đại đi ha. Dạ. Lúc trước á, Sang nhớ là Sang đã từng có ăn con cóc. Cái video đó thì có rất nhiều người bình luận vào, bảo là ăn Sang với mấy đứa ăn dơ, ăn ghê này kia. Nhưng mà thật ra dưới quê á, thì những cái thứ gì mà ăn ngon, ăn được mà ăn không chết á, thì người ta sẽ ăn. Mặc dù con đó có độc, nhưng mà người ta sơ chế được thì người ta ăn thôi. Nên rồi bóc đi nè. Nên Sang quay video này thì mong mọi người cũng thông cảm cho mấy anh em Sang. Chỉ là một cái video để mà mọi người biết rằng là cái con cá kèn được. Rồi chứ đó. Đây, đủ chưa? Đây con này. Chưa, thêm mình rồi, cầm đi. Rồi cầm lên tay đi nha. Mở anh nè. Đây. À, nay thì 6 người, may mắn là câu được 7 con. Nên đây còn dư một con xíu chia ra cho mấy đứa. Cá kèn của mấy đứa đâu? Giờ thì mình sẽ bắt đầu là trước khi ăn mình hửi một cái để xem cái mùi nó như thế nào ha. Rồi mấy đứa cảm nhận đi, hửi thử coi. Thịt rắn nướng. Nghe mùi thịt rắn nướng đúng không? Dạ. Rất là thơm mọi người. Mà thịt con này sao nói với mọi người là nhiều hơn cả con rắn mối luôn. Nướng kiểu này thơm. Rồi để ăn cái con này thì sẽ chấm với nước muối ớt chanh. Mình ăn nó thì mình ăn lúc mà mình vừa mới nướng lên á, nó còn nóng nóng á, thì mình sẽ ăn liền để cho nó đỡ tanh nha mọi người. Tại vì cái con này khi mà để nguội nó cũng sẽ có cái vị hơi tanh một chút. Nhưng mà ăn nóng gì thì ngon. Rồi ăn mấy đứa ơi. Rồi thì sao sẽ xé thịt nó ra này. Đây mọi người thấy thịt không? Quên, mời cả mọi người nha. Vị sao mấy đứa? Ngon. Ngon lắm đúng không? Dạ. Nướng lên thì giống như thịt rắn đó mọi người. Giống như thịt rắn nướng á. Nó dai, nó thơm, nó ngọt nha. Sang không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà Sang đã bảo là mọi người ăn xong mọi người sẽ ghiền. Chỉ tiếc hôm nay là Sang với mấy đứa bắt được ít quá mọi người. Nên mọi người chỉ được một con thôi. Nếu mà câu được nhiều quá thì sẽ ăn được nhiều hơn. Đây mọi người xem mình sẽ ăn nè mọi người. Rồi chấm đi mấy đứa. Chấm đi vô ăn mới ngon. Rồi chấm muối ớt chanh nè. Ui thịt không. Cái con này ngon nhất là cái phần đuôi của nó mọi người. Đây Sang cắn cái phần đuôi này. Chấm với muối ớt này. Cái cục đuôi ngon quá. Ha. Cái cục đuôi là tăng thịt nha. Răng sắp xong rồi hả? Như đây là không đủ á mọi người. Cái này là phải 7 làm sao người phải 5-10 con vừa ăn mới đủ. Tại vì khi lột da ra rồi cắt kè còn nhiều xíu à. Nướng nó teo lại nữa. Nhưng đặc biệt là ăn con này phải bỏ đầu bỏ mắt đi nha mọi người. Cái món cá kè ngày hôm nay á, thì theo như mấy đứa chấm á, được bao nhiêu điểm? Dạ 10 điểm. Quá ngon luôn đúng không? Dạ. Tại vì nghe tên hơi ghê thôi, nhưng mà ăn rồi mới cảm nhận được cái vị ngon của nó. Còn hôm nay chỉ tiếc một cái là Sang với mấy đứa chỉ bắt được có 7 con thôi. Không được nhiều nên mấy anh em á, mỗi người chỉ được một con. Nếu mà muốn ăn cho ngon á, thì người phải là 5-6 con thì ăn mới ngon mọi người. Nhưng mà xui là không bắt được nhiều, nên clip của Sang chỉ quay được như vậy thôi. Ăn thì cũng hết rồi. Nên Sang có lẽ sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang với mấy đứa. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.